Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện Lòng Ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 188 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Độc Bộ Tiên Hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất trước thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây tiếp theo tập trước lại nói lúc bấy giờ diệp phúc xuyên qua đại trận thiên cơ tìm khắp vào mọi nơi chỉ thấy trong trận sắt khí tràn ngập nếu không có hắn tinh thông hư vô ấn và vô cửa cấn có thể hoàn toàn che lấp thân hình cùng với khí tức thì chỉ là nửa bước cũng khó đi chỉ có thể một đường giết đi qua hắn lại đụng với mấy vị vu tổ thiên cơ doanh chỉ giao thủ một lần lê lập tức chạy đi chưa từng dây dưa ở lại sau một lúc lâu phía trước đột nhiên chuyển đến từng đợt rung động khủng bố từng tiếng nổ mạnh, nổ vang, chấn sập hư không, giống như có phải con cự thú ở nơi nào đấy đánh nhau sống chết vậy. Ác tăng Đà La Ni phẫn nộ tôn vương, té ra là bọn họ. Diệp Phúc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Ác tăng Đà La Ni cùng với phẫn nộ tôn vương, hai vị vô tổ giờ phút này lâm vào trong vòng vây, bị năm xe doanh vây công. Năm xe doanh cùng có năm tòa đại doanh phân biệt do vô tổ thống ngự. Nhiều cao thủ trong doanh đứng ở trong xe đồng thời thúc giục từng chiếc từng chiếc khoảng kim chiến xa thật lớn những chiến xa này lại được vô tổ tế lên uy lực mạnh mẽ vô cùng tung hoành ngang dọc làm cho đà lan Ni cùng với phẫn nộ tôn vương lưng tựa lưng chỉ có vất vả mà chống đỡ đà lan Ni cùng với phẫn nộ tôn vương quanh thân đạo vận phiêu đãng bên trong đạo vận đứng từng tôn từng tôn thánh hoàng hết thảy đều là các thủ nối nhau nổi danh đừng lễ trên bảng chuyên nã cộng thêm với hai người đồng thời đối kháng năm xe doanh vê công ánh mắt của Diệp Phúc sáng lên. Hắn đã nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn và Bát Ma cũng ở trong số đấy, không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Hai người Đà La Ni và Phẫn Nộ Tôn Vương dung mạo xấu xí hung ác, hung thần ác sát, chính là hung thần nổi danh lễ lừng ở trên bảng truy nã. Thực lực hung mạnh còn ở phía trên cực lạc lão tổ, cũng nổi danh như kim bằng lão tổ. Ngoại trừ đàm tổ thần vương cùng vô sinh lão tổ, tu vi cùng thực lực của bọn họ chính là cao nhất. Tuy nhiên, tiên giao cơ vì đối phó với bọn họ vận dụng 5 xe doanh, 5 vị phu tổ, tính cả 500 thánh hoàng. Giờ đã bức hai người đến tuyệt cảnh, đánh cho hai người khắp nơi, khắp người đầy là máu, chật vật đến không chịu nổi. Chẳng lẽ ta và tất cả phải tăng thân lúc này hay sao? Phấn nộ tôn vương bộ mặt dữ tợn hung ác, y có ba đầu sáu tay, nay một cái đầu đã bị người đánh nát, sáu cánh tay cũng chặt đứt mất ba. Tổ binh đều bị người ta đánh vỡ, chỉ cảm thấy khí huyết suy kiệt, làm cho ý chí chiến đấu không còn nữa. Hắn suy sụp mà lên tiếng. Đà Lani âm trầm cười nói. Giết thêm một người. Đó là báo đáp thần vương thêm một phần. Cho dù có chết cũng được. Phấn nộ tôn vương tinh thần rung lên. Cười ha hả. Nghe răng cười nói. Nói không sai. Thần vương có ân với chúng ta. Nếu không phải là người phù hộ. Chúng ta đã sớm chết rồi. Giờ phút này có thể giết thêm một người. Chúng ta lề lời thêm một mạng hai vị vu tổ bắt đầu ý chí sinh tử quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng chỉ thấy năm cỗ xe hoàng kim chiến xa lại sung phong liều chết mà đến khí thế muốn nghiền nát hết thảy bọn họ đột nhiên có một chiếc chiến xa trên không rồi đột nhiên xuất hiện một cái bồn cầu kim quang vạn đạo một đạo ma khí quét xuống cuồn cuộn nổi lên trên chiếc chiến xa kia tính cả trong xe gần trăm thánh hoàng hết thảy đều bị rơi vào trong bồn cầu cùng lúc đấy một vị ma thần ba đầu vô cùng hùng tráng quát lớn thân hình như từ trên trời giáng xuống tám chân hung hăng dẫm nát một cô chiến xa khác nghiền chết chấn vỡ không biết bao nhiêu người vị ma thần này có tám cái tay lớn mỗi tay đều cầm một cây cột đồng màu da cam tám cánh tay vươn ra chỉ nghe pang pang phải tiếng đánh nát lên một lúc ba cỗ hoàng kim chiến xa khác các cao thủ trong xe đều chết cả 500 trăm thánh hoàng trong nhé mắt bị người này giết hại hết thảy không còn cái loại thủ đoạn này vẫn nộ tôn vương và đà lani nhìn xem mà trong mắt gần như lồi ra ngoài hốc mắt thất thanh lên tiếng nói chẳng lẽ là vị lão thần tiên đến cứu mạng chúng ta hay sao lời còn chưa dứt chỉ thấy một vị thiếu niên áo lam tay chống hỗn nguyên kiếm đấu một cước giẫm nát đầu vai của ma thần kia sức lực gào thép như gió thổ lên tay áo tung bay phất phới ồ oh, chính là người thứ nhất trên bảng diệp phúc diệp thiếu bảo đà lan ni nhất thời liền nhận ra diệp phúc thất thanh lên tiếng mà nói phẫn nộ tôn vương ngẩng hai cái đầu lên bốn con mắt dừng ở trên người diệp phúc đồng tử thu nhỏ lại diệp phúc diệp thiếu báo cao thủ xếp thứ nhất trên bảng truy nã tôn vương ta trước đây còn hơi không phục ngươi ngươi thì có tài đức gì mà có thể đứng trên đầu chúng ta được thật ra tôn vương cũng định cùng ngươi đánh giá cao thấp một phen này xem ra ngươi thật sự cũng có chút tài năng không phải là trống rỗng một tay của diệp phúc nâng lên hỗn nguyên kim đấu ma tính trong kim đấu phun ra không cố tình thế nhưng làm ảnh hưởng đến tâm tính của hắn hắn đột nhiên quay đầu quét tới trong mắt hung uy bắn ra bốn phía làm khiếp sợ tâm hồn của người khác trong lòng phẫn nộ tôn vương cả kinh không dám nói tiếp lúng ta lúng túng nói người xếp hạng thứ nhất đáng giá cùng ta không qua được tại sao phải làm ta sợ người là lão đại còn không được hay sao diệp húc thét lớn một tiếng không có phản ứng gì đến hắn hỗn nguyên kiếm đấu cắn nuốt trên dưới 100 thánh hoàng ma tính trong đấy càng ngày càng dung chuyển không ngớt trong kim đấu ma đầu chấn động gần như muốn chấn thoát khẩu huyền thiên đại đế luyện chế kim đấu này để thoát thân và ra ngoài vừa rồi hắn gần như bị ma tính khống chế mà đại khai sắp giới bất chấp rất nhiều giờ đây vội vàng mạnh mẽ áp chế ma tính từng đạo thanh minh ấn nhốt đánh vào bên trong hỗn nguyên kim đấu cuối cùng cũng đem được ma đầu trong kim đấu này mà áp xuống dưới mồ hôi lạnh trên chán đầm đìa lúc này đây thu kim đấu trực tiếp lấy ngọc Ngọc Lâu mà chấn áp Bước nhanh đến phía trước trầm giọng nói Trừ vị Này chúng ta đã bị khốn trong đại trận thiên cơ Chi bằng bỏ qua hiểm khích trước kia Liên thủ kháng kẻ địch Mới có thể sống mà rời khỏi tòa đại trận này được Đà La Ni buồn rời rượi nói Nói rất có lý Thế nhưng mà lão tử không muốn đối phó cùng vô sinh lão tử Nếu như lão đi cứu tên tiểu tử đấy Y một lòng muốn giết lão Phải làm như thế nào đây Diệp Húc quả quyết nói Người yên tâm Bên kia vô sinh lão tử Tự nhiên có ta đi nói vì rồi Điều giải ân oán giữa các người cho Đà Lan Ni cười khà khà nói Cũng không cần đến mức điều giải Mà lão tử cũng không sợ y đâu Nếu là hòa giải đi rồi Thì sẽ không còn đối thủ này nữa Chẳng phải là cũng buồn chán quá sao Nhưng mà nếu là thời điểm ta đánh không lại y Kính xin dẹp lão đệ hỗ trợ điều giải Hạ súng cũng được Còn nếu là lão tử có khả năng hạ được y Thì người cứ đứng xem là tốt rồi Hey, nhưng mà lão tử hơn phần nữa sẽ đánh công lại y diệp phúc chớp chớp mắt giờ khóc giờ cười gật gật đầu đồng ý đột nhiên bên trong đạo vận phía sau đà lani có người kêu lớn hm, ta nhận ra được chiếc bồn cầu này vị lão thần tiên kia chính là dùng bồn cầu này mà thu kim bằng lão tổ lão thần tiên kia ra châu thổi tới trời nói cái gì mà sống sáu bảy kỷ nguyên nhìn thấy cây thần thất khô thất vinh ta còn tưởng rằng trên đời thật sự có thần tiên cơ đấy Ai, à, âm mưu nhất định đây là một âm mưu té ra là diệp thiếu báo cùng cái vị vi diệu viên thông chân quân kia lừa đi của cải của chúng ta không biết bao nhiêu tài phú linh mạch của ta gần như đều bị mấy tên kia lừa đi cả rồi còn có thánh bảo của ta tứ phương long văn đỉnh cũng bị người đó đánh lừa mà lấy đi rồi đáng thương quần lót nhỏ của ta cũng bị hắn lừa đi rồi hắc thiên ma tôn cũng nhận ra diệp phúc liền vui mừng vạn phần kêu lớn Diệp lão đệ chúng ta ở trong này Té ra nơi này còn có đồng đảng của Diệp thiếu bảo Được đánh hắn Hắc thiên ma tôn bị người đánh ngã xuống đất Tay đấm chân đá Không biết bao nhiêu đấm đá đổ xuống Đánh cho tên đầu bò này kêu gào khóc lóc thảm thiết Bắc đế ma tôn lặng lẽ ngăn mấy ma đầu khác lại Khẽ khàng lắc đầu thấp giọng nói Này quần chúng vẫn nổ Không cần lo cho hắn ta đâu Nếu không chúng ta cũng sẽ bị đánh đơn giản là làm bộ mặt làm bộ như không biết hắn vậy hắc thiên ma tôn bị đánh đến mặt mũi bầm dập gã bị đám người ứng tông đạo lửa mất ngay cả quần nót cũng không còn các cao thủ ma đạo cũng đã xuất ra hết bực tức lúc này mới liền dừng tay lại hắc thiên ma tôn chật vật đến không chịu nổi đứng lên căm tức nhìn bắc đế ma tôn cả giận nói đại ca các ngươi vì sao không đến cứu giúp ta vậy mà lại đứng xem ta bị đánh vậy bắc đế ma tôn cùng mấy ba đầu khác không muốn nói chuyện đột nhiên chỉ nghe có người kêu lớn té ra bọn này còn có đồng lõa đánh bọn chúng đi ờ, các vị các vị hiểu lầm các vị hiểu lầm rồi chúng ta thật sự không biết tên đầu bò này bắc đế ma tôn chớp chớp mắt tỉnh tứ vừa nói được một câu lập tức cùng với sáu vị ma đầu khác bị bọn người giống như động kinh kia nhào tới xô ngã xuống đất quyền đấm cước đá hắc thiên ma tôn cũng xông lên phía trước hung hăng đạp hai cái cả giận nói cho các người biết các người không cứu đệ đệ cho các người xem lão tử chưa cười này dẫm chết các người dẫm chết các người thả dẫm chết các người diệp húc nhìn mọi người xung quanh chỉ thấy bọn người phẫn nộ tôn vương trên thân người mang thương tích mỏi mệt đến không chịu nổi tu vi thực lực đều suy nhược trầm trọng hiển nhiên là bọn họ đã lọt vào đà kích vô cùng ác liệt nếu không có hắn tới đúng lúc chỉ sợ những người này sẽ chết hết tất cả rồi hắn liền nói ngay chưa vậy còn có thể chiến đấu được nữa không vậy mặc kệ có thể chiến đấu được hay không, đều phải tiếp tục chiến đấu thôi. Đà Lani hung ác nói, giết một người là hòa, giết được hay là có lời. Diệp Húc khẽ lắc đầu, kiểu người như Đà Lani cùng phẫn nộ tôn vương. Lúc này đã là nổ mạnh hết đà, nếu như tiếp tục chiến đấu, tất sẽ chết thê thảm. Cần phải tìm được các cao thủ khác mới có thể tụ tập được một thực lực khổng lồ để chống lại thiên cơ doanh một đám tà ma ngoại đạo rõ ràng dám giết đệ tử ngũ gia doanh của ta ngũ gia doanh nam vị vu tổ sắc mặt xanh mét đang đang sắt khí diệp phúc đột nhiên đánh tới bẻ gãy nghiền nát đem ngũ gia doanh hết thảy đánh cho tàn phế thậm chí ngay cả tổ binh hoàng kim chiến xa của bọn họ cũng bị đánh nát ba cỗ xe hai cỗ xe khác cũng bị tổn hại nặng nề không còn chiến đấu được nữa tổn thương trầm trọng ngũ đế đi tuần nắm xe khai đạo giết năm vị vô tổ cùng kêu thét lên quanh thân đạo vận bay múa hóa thành năm chiếc chiến xe kim quang đại phóng ở trong xe một cỗ hơi thở thiên đế tràn ngập từng tôn hư ảnh đại đế ngồi ở trên xe giống như thiếu hạo cộng công trúc dung cú mang hậu thổ năm vị đại đế sống lại vậy khống chế chiến xa tuần tra chư thiên 18 doanh thiên cơ mỗi một tòa đại doanh lấy bầu trời tinh tú mà mệnh danh công dụng các tự cũng đều không giống nhau ở trong đấy ngũ sa doanh chính là thiên đế du lịch khai đạo nghi lễ bộ vu tổ gũ sa doanh giờ phút này biết rõ diệp Húc thủ đoạn kinh người năm người dĩ nhiên sẽ liên thủ chỉ công đánh một mình diệp Húc. yêu cầu đầu tiên chính là đánh chết diệp Húc. các vị đi theo ta đi diệp Húc như cũ thúc giục si thiên ma tổ tám cánh tay vung lên đồng trụ nâng ở trên tay nâng lên hạ xuống chỉ nghe rầm rầm chấn thanh công dứt năm chiếc xe đều tan nát tất cả hư ảnh đại đế bị diệp Húc đập cho một cây cột đồng đập nát tất cả hóa thành đạo vận bay lượn đầy trời các doanh chủ ngũ gia doanh thét lớn một tiếng thân hình chấn động bị lực phản chấn thật lớn kia chấn đến thân thể gần như đều dặn nứt lúc này đều quát lớn các loại vũ pháp tùy tâm mà ra che trời phủ đất oanh tới hướng của diệp phúc diệp phúc bước nhanh đến phía trước đồng trụ lan lộn cao thấp tung bay đánh nát từng tôn vu tổ một đường mà giết đi qua chỉ nghe oanh một tiếng doanh chủ khinh xa doanh không để ý đã trúng một cột đồng của diệp phúc ngay đường trường, thân thể nổ tung, hóa thành một đám mây máu. rầm rầm dâm. Doanh chủ của bốn doanh khác cũng đều công tới cứu viện Kinh Sa Doanh. Không biết bao nhiêu công kích của anh kích đến, thế nhưng lại bị Diệp Phúc tế lên Ngọc Lâu chống đỡ. Ngọc Lâu dung chuyển không ngớt, tựa hồ có thể sẽ bị bốn người, oanh bay đi bất cứ lúc nào vậy. Thế nhưng Thủy Trung không có giờ đi khỏi Diệp Phúc nửa bước. Mau. Diệp Phúc khá mồm giống lớn, hóa thành long biến phạm độ thiên, oanh kích qua, đánh sập từng phiến hư không. Doanh chủ khinh xa doanh, sắc thực thừa nhận uy năng của tiếng giống này vẫn không bị ma diệt chân linh, chỉ là đại thương nguyên khí, tu vi tổn hao nhiều, lập tức liền rời khỏi chiến trường để tính khôi phục thân thể. À, tiểu tử ngươi vừa rồi giết bọn lão tử Đã giết được thật sảng khoái rồi Nay ngươi còn muốn sống mà rời khỏi đi hay sao Ác à, tăng Đà La Ni cười quái dị phía sau anh một tiếng nổ lớn chỉ thấy vô số xúc tu màu đỏ thịt theo phía sau của y thoát ra bay múa khắp bầu trời sệt sệt đâm tới hướng doanh chủ khinh gia doanh những chiếc xúc tu này rõ ràng sinh trưởng lên sinh ra từng tôn tà phật là do đà lani luyện ra để cung cấp nuôi dưỡng cho tà phật y liên tục cười quái dị mở ra miệng to như chậu máu đầu lười giống như lời kiếm sắt khúc khích đâm vào bên trong thân thể mới vừa được ngưng tụ khôi phục của khinh xa doanh chủ trong chớp mắt liền hút khô toàn thân tu vi của y biến y thành một tờ giấy các tướng lĩnh ngũ xa xoanh không nên sợ hãi đại ta phụng mệnh của tiểu thư sẽ đến giúp các ngươi diệp phúc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thiên câu thiên huyền hoa cái thiên cơ chi doanh đánh tới hùng hổ hắn vội vàng vung tay áo cuốn lại đem đám người đà Ni vẫn nội tôn vương cuồn cuộn mà nổi lên hết thảy dừng ở luân hồi thiên môn luân hồi thiên môn nhô lên cao chấn động gào thét dựng thẳng hướng vào chỗ sâu trong thiên cơ đại doanh mà đi tốc độ nhanh giống như một luồng ánh sáng vậy sao còn muốn chạy ư thiên thuyền của thiên cơ doanh chặn đường vượt qua thuyền mà đánh tới chỉ nghe oanh một tiếng nổ luân hồi thiên môn đã đánh vào phía trên chiếc thiên thuyền này nhất thời vô số đạo văn đạo ngân nổ bung hóa thành tam thập tam thiên ba ngàn thế giới 18 tầng địa ngục giống như chư thiên thế giới buông xuống lại lồng lộng chép lên đột nhiên rồi lại hóa thành từng trường ấn thật lớn hướng chiến thuyền thiên thuyền mà úp xuống thiên thuyền khắp nơi tan vỡ trên thuyền không biết bao nhiêu cao thủ trong nháy mắt đều phải chết thảm cả đám người phẫn nộ tôn vương nhe răng cười ra tay hướng các vị cao thủ vừa rồi còn chưa bị đụng chết mà cướp đoạt sinh mệnh của họ thậm chí hạo thiên khuyển cũng hóa thành cự thú mở ra cái miệng rộng đầm đìa máu bốn phía cắn nuốt ngay cả hư không cũng bị cắn đi từng khối lớn ở phía sau của Diệp Húc, đầy trời đạo văn bay múa, lại hóa thành luân hồi thiên môn, đồng thời tám cánh tay si thiên ma tổ chấn động, đồng trụ hạ xuống, chấn bay doanh chủ thiên thuyền, rồi hắn quát lớn. Không cần hàn chiến, đi! Luân hồi thiên môn lại nhôn lên cao, chấn động, cứng rắn từ trong vòng vây của bát đại doanh, thiên cơ doanh thoát ra, biến mất, không thấy gì nữa. Diệp Phúc xuyên qua trong đại trận thiên cơ, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm các cao thủ ở trên bảng truy nã đang tan tác bên trong đại trận cường giả trên bảng truy nã đều đã bị thiên cơ doanh tính kế điều động cao thủ vây giết 10 phần thì chết đến 8 phần ngăn ngắn thời gian thế này trôi qua mà lại có không biết bao nhiêu người chết thảm chỉ sau một lát bên dưới luân hồi thiên môn liền tụ tập được trên dưới 100 vị cao thủ trong đó bao gồm hai vị vu thế nhưng mà phần lớn cả người đều mang thương tích không có sức chiến đấu ở thời kỳ toàn thịnh nếu không có diệp phúc đến cứu bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi Vì sao còn không nhìn thấy vô sinh lão tổ Cái lão giả con kiếp này đâu rồi Đà Lan ni hết nhìn đông rồi lại nhìn tây Cô không có phát hiện được tung tích của vô sinh lão tổ Thì không khỏi suy sụp Tự hồ như lập tức liền tăng thương Mất mấy trăm năm thọ nguyên vậy Lão tiểu tử đó còn chưa bị ta làm thịt Làm sao lại có thể chết được Lão tử của ngươi đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy Ngươi đi rồi Lão tử đi nơi nào để tìm được một người giống như ngươi Mà làm đối thủ đây Đà La Lê Người có chết lão tử cũng sẽ không chết đâu Đột nhiên sát khí vô cùng nồng đậm truyền đến Vô sinh lão tổ quanh thân khí huyết sôi trào Thằng người bay lên Lào đảo ở dưới luân hồi thiên môn Hứng Diệp Phúc chắp tay trầm giọng nói Diệp huynh đệ không cần phải đi tìm những người khác nữa đâu Ngoại trừ ta ra Không còn có người khác nào sống cả Trong lòng mọi người im lặng Vẫn nộ tôn vương trầm mặc một lát Thanh âm khàn khàn mới lên tiếng nói Lì sơn lão cưu bà cũng là vô tố Mụ cũng đã chết rồi sao Còn có tượng sơn lão quái Vượn kiêu thượng nhân Bọn người kia thực lực mạnh mẽ so với ta cũng không kém Phải Đều chết hết cả rồi Vô sinh lão tổ khói miệng run run Giống như khóc mà không phải khóc Tựa như cười mà lại chẳng phải cười Hắn lên tiếng Ngoại trừ ta Tất cả những người khác cũng đều đã chết Thiền cơ doanh điều động đại quân về giết vô tố nếu như thực lực của ta thật sự không mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có cách nào mà sống đến bây giờ được. vẫn nội tôn vương còn không cam lòng mà nói, vậy ngạc tổ đâu, cái tên ruột ngựa đó đâu rồi? <laughs> ngạc tổ cũng đã chết rồi. diệp phúc nghe vậy lên thở dài nhớ tới đôi mắt của ngạc tổ, đôi mắt đã không thể nhắm lại đó lên tiếng nói. thiên cơ đại trận đột nhiên ngừng chấn động dừng lại chỉ thấy thiên cơ chi doanh liền sát nhập kêu gọi tụ tập lại với nhau ngũ xa lãnh đạo tả hữu kỳ tam trụ chi doanh một chữ chảy rộng thiên giao cơ khoanh chân ngồi trong doanh hoa cái trên đỉnh đầu khởi động che khuất thiên không bại qua doanh gồm nhiều nữ tử đứng hầu ở bên Hừm, ta thật không nghĩ tới mấy tên ác đồ này mà cũng có người có tình nghĩa như vậy thiên giao cơ cười dài nói thế nhưng thật đáng tiếc các người hết thấy đều khó mà thoát khỏi cái chết được Diệp Húc mỉm cười nói Giao cơ Những người này này đã là môn hạ của ta rồi Mà là môn hạ của ta Chính là người của ta Người của ta chẳng nhẽ không phải người của ngươi hay sao Ngươi cần gì làm khó người ta như vậy Mà lại muốn một lưới bắt gọn bọn họ như vậy Ngươi không duyên không cớ Làm sứt mẹ cảm tình của chúng ta như vậy làm gì Thiên giao cơ quý khí mười phần Nằm nghiêng nghiêng trên ghế Mang theo vài phần lửa nhác cười duyên nói Diệp Huynh, người ta hận không thể giết ngươi cho thống khoái, ta phải ngươi nào có cảm tình gì? Hừ, tôi được rồi, người cấp một lại cho ta. Thiên Giao Cơ mặt đang cười, đột nhiên phát lạnh quát lớn. Hà, giao Cơ, con người của ngươi thật ghê gớm. Diệp Húc cười ha hả, lấy ra bộ đoàn gỗ đạo của Huyền Thiên Đại Đế, bộ đoàn tịch thiên mà ngồi xuống. Lập tức lại lấy ra một chiếc ngọc bàn, vài cái ghế, mấy chén trà nhỏ, lại mang tiên trà do hắc khủng hái từ trong ngọc lầu ra cắt xuống một đoạn thượng thanh linh mạch đem linh khí động lại hóa thành linh thủy thỉnh đám người vô sinh lão tổ ngồi xuống rồi đều tự pha cho mỗi người một ly diệp húc nâng chung trả lên tinh tế thưởng thức một ngụm vinh váo tự đắc hiển nhiên hắn đem phiến thiên địa này trở thành nhà của mình hồn nhiên không có nửa phần sát khí mặc dù là địch nhân thế nhưng thiên cơ bồ tát và chư vị danh chủ cũng không thể không tán thưởng phong độ của diệp húc quả thật không người nào có thể so sánh được trà ngon, trà ngon. Vô sinh lão tổ ngồi ở phía trên mặt ghế chỉ cảm thấy trong lòng mất hết sát khí. Ngược lại còn có một loại ngộ đạo linh động. Cúi đầu nhìn lại chén ngọc chỉ thấy trong chén một hai lá trà di động màu xanh giặt rào, linh khí bốc lên hóa thành một giải thanh long thật nhỏ ở trong chén du động. Rồi lại có từng đợt từng đợt tạo vận ở trong chén gột rửa di động. Đẹp không sao tả xiết, không khỏi tán thưởng một tiếng, ngửa đầu uống xuống, rồi lại tán thưởng một tiếng chả ngon phẫn nộ tôn vương cùng đà la ni đợi đến lúc vài vị vu tổ thưởng thức trà xong thì mới cảm giác được những chiến trà của diệp phúc mang đến này có điều cổ quái giúp cho bọn họ bình tâm tinh khí thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ lúc này bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều tự thưởng thức một ngụm chỉ cảm thấy hương trà thấm vào phế tạng uống một ngụm xuống tự hồ thương thế lại tốt thêm một phần tu vi cũng hơi có khôi phục không khỏi tán thưởng liên tục đà la ni cười nói trà ngon nước tốt chén cũng tốt à Ta trước giờ là người thua kịch, luôn không biết đến những thứ đồ chơi này. Diệp huynh đệ, lịch sự tào nhã. Nếu như đám tổ thần vương ở đây lúc này, nhất định sẽ cùng ngươi thưởng trả luận đạo, mà không phải cùng chúng ta, những cái tên mãng phu này chỉ biết chém giết cùng một chỗ ngưu ẩm liễu khẩu. Diệp Húc nâng chén ngọc lên, hướng Thiên sao Cơ ở xa xa kính một cái, rồi cười nói: "Ta và ngươi chém giết lâu như vậy, không ngại cũng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Sao Cơ, chắc hẳn ngươi cũng thấy mệt rồi phải không? Không bằng lại đây, cùng phẩm hương vị trà nhất phẩm của ta đi Giao cơ cũng không dám đến nơi đó của ngươi để mà từng trà đâu Đây chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp hay sao Thiên giao cơ cười khánh khách sắc mặt thư chậm cười nói Diệp húc diệp thiếu bảo, Ta quý ngươi là một nhân tài Nếu như ngươi đầu nhập vào thiên cư doanh của ta Việc ngươi giết đệ đệ của ta Ta chẳng những sẽ bỏ qua chuyện cũ Thậm chí có thể hướng chặt ta để cử ngươi cho người trở thành người đứng đầu một doanh, không còn là một bụi có bị người ta đuổi giết khắp nơi nữa, cũng không cần hoảng sợ một ngày nào cả. người nếu như không theo ta, lên cùng tên học trò lưu manh này của ngươi, tất cả đều tắng thân ở đây đi, là sống hay chết, người trả lời quyết đoán đi. sao gia nhập thiên cư doanh làm doanh chủ sao? ý kiến rất hay. diệp phúc nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng đám người vô sinh lão tổ mà cười nói. Chứ vị chúng ta nếu như gia nhập thiên cơ doanh Làm quan lại thiên triều Tẩy trắng đi thân phận Không cần lại chịu chuyên áp của thiên triều Mà là muốn đuổi giết người khác kìa Các người có ý kiến như thế nào Phẫn nộ tôn vương nhổ một ngụm đà máu Nha răng cười nói Trở thành quan lại thiên triều Có thể giết người khắp nơi không kiên kỵ gì hay sao Đà La Ni cũng cười hăng hắc nói Vậy không phải Chúng ta muốn giết ai thì giết hay sao Nhìn chúng tiểu nương tử nhà ai Cũng có thể đi đến nhà đó đoạt tiểu đương tử hay sao Vô sinh lão tổ cười lạnh nói Sau khi trở thành mẹ quan thiên triều rồi So với các người nói còn tốt hơn kìa Căn bán là không cần phải chém giết Tiểu nương tử cũng tự động yêu thương nhung nhớ các ngươi. Hơn nữa là đế thổ trong thiên hạ Khởi hành thủy ấn Thế nhưng phàm là bảo vật Hết thảy đều là của thiên triều cả Phàm là bảo bối Chỉ cần ngươi xem chúng thôi Thì vô luận ở trong tay ai Cũng có thể đăng môn mà đoạt lấy Nếu chủ nhân không cho Chính là phản nghịch rồi Hắc thiên ma tôn trách trách vù vù nói sao còn có chuyện tốt như vậy ư? Ừ. vậy rốt cuộc chúng ta là thổ phí hay là đám bọn hắn là thổ phí đây Hừm. một đám hạng người quá khích các ngươi các ngươi xem thiên triều thành địa phương nào vậy thiên giao cơ sắc mặt tối sầm cờ lạnh nói diệp thiếu báo người nghe cho rõ rồi ta chỉ chịu an một mình ngươi về phần những người khác muốn sống hay chết người trở thành doanh chủ thiên cơ doanh rồi làm mệnh quan triều đình tùy ngươi làm sàng làm bẫy tùy ý người giết người không phải kinh kỵ gì cường đoạt tiểu nương tử cũng tùy vào ngươi bất quá bọn hắn tất phải chết diệp húc cười ha hả bưng chén ngọc lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nói à, nếu chỉ chưa ăn một mình ta như vậy diệp mỗ liền không còn lời nào để nói giao cơ ta và ngươi hai vợ chồng ân đoạn diễn tuyệt từ đây chúng ta quyết một phen sống chết vậy Hừm, vô liêm sĩ Hiểu kỳ doanh long sơn lão tổ bước nhanh đến phía trước khiển trách nói diệp thiếu báo Ngươi là ai chứ Dám can đảm đối với tỷ tỷ ta nói chuyện vợ con như vậy hay sao Lần trước ở trong trận Người từ trong tay của ta chạy ra tìm đường sống Thế nhưng bây giờ Người có thể đào thoát dễ dàng như vậy được hay sao Đại kỳ của hắn huy quyền Bay phất phới Thân hình đột nhiên biến mất Chỉ thấy đại kỳ phá vỡ hư không Hướng đám người dẹp phúc mà bay tới Thiên giao cơ cũng không ngăn trở Cười ra nhìn long sơn lão tổ Hướng đám người dẹp húc xiết tới Nàng trong lòng biết rõ Vô sinh lão tổ đa Nay cùng năm vị phu tổ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có một mình Diệp Húc, cho dù Diệp phúc mạnh mẽ như thế nào cũng không thể lật bàn được. Diệp Húc trên mặt ý cười, ngồi ở bàn ngọc bưng chén trà lên, phía sau Luân Hồi Thiên Môn âm ầm xuất hiện, cũng không có đứng dậy. Vô Sinh lão tổ, Đà La Ni, Phẫn Nộ Tôn Vương cùng với hai vị phu tổ khác cũng đều đứng lên, giơ lên chén trà, sảng khoái uống một hơi cạn sạch rồi cười ha ha nói: "Ngạc tổ chết rồi, gia cưu bà bà cũng chết rồi, thường sơn lão quái cùng vượn kiêu bề trên cũng đều chết cả này chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một hồi cùng lên đường với bọn họ đi thôi được thống thống khoái khoái chiến một trận nào đáng tiếc không phải là diệu phẫn nộ tôn vương cười dài dùng sức ném chén ngọc trong tay xuống chuẩn bị ném ly trà xong liền đại khai sắp giới thế nhưng sao lường trước được rằng khi chén trà rời tay cũng không có bị vỡ ngược lại hoàn hảo vô khuyết như trước chén trà này có điều của quái hắn lắp bắp kinh hãi lẩm bẩm mà nói đường đường là vô tổ mặc dù là nó mạnh hết đà lực ném cũng không hề nhỏ thánh binh trong bảo khố đều có thể bị dập nát thế nhưng mà linh ngọc này chén vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì hiển nhiên tính chất so với thánh binh trong bảo khố cao hơn không biết bao nhiêu lần à, chén này đã được quyền thiên đại đế dùng qua người cũng dám quảng đi sao thật sự đúng là phí phạm thiên vật mà diệp phúc mỉm cười phất phất tay chỉ thấy chén trà nhỏ kia bay lên dừng ở trên ngọc bàn chén ngọc sáng trong suốt vô sinh lão tổ thất thanh nói chén ngọc huyền thiên đại đế đã dùng qua sao đồ trên bàn này chẳng lẽ đều đã được huyền thiên đại đế dùng qua ư diệp huynh đế, người mà chúng ta uống trà cũng quá xa xỉ rồi ta ma ngoại đạo hết thể đều chết đi đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn chỉ thấy đại kỳ bay tới long sơn lão tổ đột nhiên hiện ra ở dưới cờ hóa thành một đầu biên bức trắng to lớn không gì so sánh được một đôi nhục sĩ vũ động đại kỳ che trời cuốn toái hư không phô thiên cái địa hướng mọi người mà đè xuống cùng lúc đấy các doanh của thiên cơ khác đều điều động nhất để đánh tới một kích mạnh mẽ như vậy đủ để đem đám người diệp húc vô sinh lão tổ hết thảy mà xóa bỏ thật đáng tiếc diệp thiếu bảo ta lúc đầu vốn định lưu ngươi một mạng không nghĩ tới người cố tình tự tìm đường chết như vậy Thiên giao cơ thở dài một tiếng nói Giết Vô sinh lão tổ lộ ra ánh mắt quyết tuyệt Tức giận hướng nhu đấu mà đánh tới Quần ma quát lớn Cất tiếng cười to Giết Đại kỳ của Long Sơn lão tổ cuốn xuống Đột nhiên cuốn lấy một thân hình cao lớn khôi ngô Si thiên ma tổ Bị đại kỳ cuốn quanh Ma khí cuộn cuộn Đạo vận thô to trực tiếp đem đại kỳ chấn thành từng khúc Chỉ thấy tôn ma thần này Tám cánh tay dùng sức rung lên đại kỳ nhất thời tứ phân ngũ liệt tám cánh tay của hắn vung đồng trụ một tiếng ầm vang lên đánh sập hư không long sơn lão tổ nhìn thấy một kích này liền vội vàng vỗ cánh bay đi đột nhiên thấy chén ngọc trong tay diệp húc bay lên quay tròn xoay chuyển phiêu phù ở giữa không trung càng lúc lại càng lớn nhìn như một cái ngọc trung thật lớn vậy móc ngực xuống dưới đưa hắn cháo nhập vào trong chén long sơn lão tổ kêu lên quái dị ra sức vỗ cánh mà lại không thể phá vỡ chén ngọc này diệp húc ngoắc ngoắc chén ngọc rơi vào trong tay tiếp theo một toàn ngọc lâu âm ầm ép xuống ép vào trong chén đem long sơn lão tổ chấn thành bột mịn chết không thể chết hơn Chư vị ta lấy chén máu mới tìm được này mời mọi người một lý diệp húc giơ chén ngọc lên cười ha ha chén ngọc nghiêng lại vu tổ chi huyết sái trường không thiên cơ doanh có nhiều vu tổ thánh hoàng đánh tới đem si thiên ma tổ đánh bay tôn ma thần này dù sao cũng chính là thân ngoại hóa thân của diệp phúc vận dụng không linh động bằng chân thân. Giết! Các doanh của thiên cơ gầm lên, tả kỳ, hoa cái, thiên câu, bại qua, chiến xa, lến đạo, tạo phụ, tam thai, tam trụ đều đánh tới, khí ép chư thiên. Trong phút chốc, thương thiên biến sắc, mặt đất trầm luân, Diệp Phúc đột nhiên vung tay áo một cái, đem đám người vô sinh lão tổ hết thảy, cuồn cuộn nổi lên. Vô sinh lão tổ thân bất do kỷ, dừng ở trên ngọc lâu. Giao cơ, ngươi cho là ngươi có thể thắng được khởi hành thuyền của ta ư? Ừ. Ngươi cũng quá xem thường Diệp thiếu bảo ta rồi. Ta đường đường chính là đệ nhất nhân trên bảng chuyên nã, há không có thủ đoạn cuối cùng được hay sao? Diệp Phúc cười dài nói, vô sinh lão tổ, bọn ngươi hãy đem toàn bộ tu vi hết thảy thúc dục ngọc lâu của ta giết đến long trở lại đất nào. Vô sinh lão tổ trong mắt chật lóe tinh quang trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, tu vi bọn ta tuy rằng đã bị tổn hao, thế nhưng như trước không phải thánh bảo trong bảo khố có khả năng cất chứa được đâu ngọc lâu của ngươi rèn luyện không dễ tu vi của chúng ta rót vào nhất định sẽ đem nó đánh nát kìa diệp húc không đáp chư doanh thiên cơ đánh tới nhóm người vô sinh lão tổ đành bất đắc dĩ chỉ phải đem toàn thân tu vi hết thải quán nhập vào trong ngọc lâu này nhất thời đem chư thiên lực trong ngọc lâu hết thảy thúc dục chỉ nghe oanh một tiếng nổ quanh thân ngọc lâu từng đạo tử từ khí hạ xuống bắt động thiên địa chỉ thấy thiên không đột nhiên sụp đổ rồi nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài giống như thiên địa lại sắp bị hủy diệt vậy rất nhiều công kích từ chư doanh thiên cơ còn chưa tiếp cận liền bị ngọc lâu này chấn nát thiên giao cơ thấy một màn như vậy thì không khỏi sắc mặt kịch biến cấp tốc lui ra lệ thanh quát lên chư doanh thiên cơ mau lui lại diệp huynh người cũng mau dừng tay lại đi thiên cơ doanh ta sau này tuyệt đối sẽ không tìm chư vị các ngươi phiền toái nữa đâu diệp phúc cười ha ha nói không còn kịp nữa rồi âm ầm, ầm chấn động không dứt chỉ thấy hư không thiên giới bị thế giới lực giam cầm giống như thùng sắt ngay sau gặp phải lực chư thiên để ép trong ngọc lâu giống như từng tấm chăn đơn chồng chất lên nhau chỉ một thoáng xuất hiện từng tràng thời không rậm rạp đem vô số ca thủ thiên kỵ doanh vây ở giữa không trung tùy ý bọn họ dãy ruộng như thế nào cũng không cách nào chạy ra khỏi phạm vi u lực của ngọc lâu bọn họ giống như nhân vật trên trang giấy đã cố định ở trên trang giấy dù ra sức nhảy ra ngoài cũng không cách nào thoát được cố gắng chạy cũng không cách nào rời khỏi vị diện này chỉ có thể đợi tử vong buông xuống đem bọn họ hết thảy mà nghiền nát dù mạnh mẽ như vũ tổ bước vào tam cảnh bá chủ thần vương đối mặt thiên uy như vậy lực lượng của viễn cổ thế giới cũng đồng dạng cũng không thể làm gì liền có danh chủ giống giận một cái liễn đạo liền trải rộng kim quang vạn trượng trải sát ra một đạo lộ thương thiên đế tôn đã từng đi qua ý đồ mở ra thời không thật mạnh do ngọc lâu đè ép hình thành chảy sát ra một kim quang đại đạo chạy ra khỏi nơi đây thật không ngờ lễn đạo vừa mới chảy rộng ra thôi liền băng băng mà gãy trừ danh khác đều thúc giục tổ binh như thiên câu tạo phụ mui xe chờ các doanh ý đồ thoát ra ngoài thế nhưng tùy bọn họ dễ dụa như thế nào mặc dù có thể đánh nát một trọng thời không cũng chỉ là từ trên tấm giấy nhảy đến một tấm giấy khác mà thôi căn bản không thể thoát khỏi phạm vi công kích của ngọc lâu được chuyện cho tới bây giờ cái gọi là thiên cơ đại trận đã bị ngọc lâu cứng rắn phá vỡ làm cho bọn họ chỉ có thể từng người tự chiến. Ngọc lâu này bị đám người Diệp Húc vô sinh lão tử thúc dục, ẩn nhiên có chứa uy năng bao trùm lên chín tầng trời, ngay cả thiên cơ cũng đều bị che mờ, làm cho bọn họ căn bản không thể nào kháng cự, không thể nào đào thoát. Diệp Húc thúc dục Ngọc lâu vượt ngang qua, đè ép ra không biết bao nhiêu cái tiểu thế giới, tiểu vị diện, không gian chi lực cuồng bạo, đem không biết bao nhiêu cao thủ vây ở trong tiểu vị diện này, hết thảy nghiền nát, hết thảy đè chết một tên cũng không để lại, không còn một mống. Thiên cơ danh, thiên cơ thập bát doanh, hơn 10 vị vu tổ, hơn ngàn tôn thánh hoàng đều chết dưới oanh kích của Ngọc Lâu. Ngọc Lâu dần thu nhỏ lại, uy lực mất đi. Một kích này đem tu vi Diệp Húc cùng vô sinh lão tổ và hơn trăm vị thánh hoàng, vu tổ thành không còn một giọt. Trên thiên không quân thiên thần giới đột nhiên tình hình xuất hiện, vô số tiểu thế giới tiểu vị diện chồng cùng một chỗ, vĩnh hằng khắc ở trong thiên không thành tràn đầy cuồng bạo chư thiên lực vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất loại cảnh tượng này tương tự với cảnh tượng loạn không hải có vô số thể không thác loạn thế nhưng loạn không hải là viễn cổ chư thiên va chạm hình thành cảnh tượng đồ sộ tự nhiên như vậy mà cảnh tượng quân thiên thần giới lần này là do đám người diệp húc thúc dục ngọc lâu tạo thành phá hoại thật lớn như thế tuy rằng quy mô nhỏ hơn so với loạn không hải không biết bao nhiêu lần nhưng loạn không hải là sức mạnh tự nhiên to lớn mà cảnh tượng trước mắt là từ nhân lực cùng vu bảo tạo thành Mục kích này của chúng ta Chỉ sợ đánh ra lực lượng của chư thiên thần vương mất rồi Phấn nộ tôn vương há to mồm lẩm bẩm nói Như vậy chúng ta mới có khả năng Tạo thành phá hoại như thế này được Đào La Ni tay chân run run Tâm can cả kinh nhảy loạn Run giọng nói Ở Diệp huynh đệ Ngọc lâu này của ngươi Thật là thánh binh trong bảo khố hay sao Người chắc nó không phải là thần vương chi binh Hơn nữa còn là cấp cao nhất chứ Diệp Húc cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mắt, trong lòng chỉ thoát ra một từ là khủng bố, cực kỳ khủng bố. Hắn hồn nhiên không ngờ rằng, chư thiên lực trong Ngọc Lầu bộc phát ra uy năng, thế nhưng lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, trình độ này, mạnh mẽ đến mức có thể so với thần vương. Ngọc lâu của ta còn chưa hoàn toàn luyện thanh, nếu là có thể đem Tam Thập Tam Thiên cùng với 18 tầng địa ngục, thiên địa đại đạo hết thảy nhốt đánh vào trong Ngọc Lầu, luyện thành 51 tầng Ngọc Lầu, uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào đây? Diệp Húc ngẩn ngơ chỉ cảm thấy có chút mê muội Đầy đủ viễn cổ chư thiên Hơn nữa đầy đủ viễn cổ địa ngục Hắn dám khẳng định khi đó uy năng của Ngọc Lầu Tuyệt đối sẽ không kém so với bảo vật của Nguyên Thủy Thiên Vương Vị thiên đế mạnh nhất gì là thiên địa tháp Chư vị Các ngươi còn có người nào còn pháp lực Đuổi theo giết thiên giao cơ không Nữ như này còn chưa trừ giết Sẽ là một tai họa lớn Diệp Húc chầm dọc hắn nhìn qua khắp nơi chỉ thấy đám người vô sinh lão tổ hết thảy đều suy sụp đến không chịu nổi không còn nửa phần tu vi pháp lực mà không có cảnh giới vô tổ là căn bản không thể đuổi theo giết thiên giao cơ à, chủ nhân chủ nhân ta còn tu vi ta còn tu vi này hào thiên khuyển dung đùi đắc ý lấy lòng nhìn diệp phúc lúc mọi người cùng nhau thúc giục ngọc lầu thì duy chỉ có con phá cầu này không có động thủ chỉ có nó còn bảo tồn được tu vi ở trong trạng thái toàn thịnh Diệp Húc làm như không thấy, lắc lắc đầu nói. Thiên Giao Cơ không phải là nữ nhân bình thường đâu. Ngay cả những người như chúng ta đều ăn đau khổ trong tay của nàng. Cơ hồ là sắp bị giết. Nếu để người đi chính là bánh bao quăng chó. Có đi mà không có về kìa. Bánh bao quăng chó sao? Hào Thiên Quyển bị đà kích đến chết khiếp. Đám người vô sinh lão tổ trên mặt cũng có vẻ xấu hổ. Với tu vi trước mắt của bọn họ, đối với Thiên Giao Cơ quả thật không tính là cái gì. Như bọn hắn có hung danh hiển hách, Thành danh đã lâu là người từng trải Là các lão ác ôn Cũng bị ăn một vố đau trong tay của nàng Bị nàng giết không biết bao nhiêu người Mấy người bọn họ cũng phải suýt chết Phía trước là địa phương nào vậy Đà Lan hết nhìn đông rồi lại nhìn tây Đột nhiên nhìn đến môn hộ trùng điệp trong hư không Vô số ngôi sao cự đại Ẩn nấp bên trong các môn hộ của thiên giới Thì không khỏi thất thanh mà nói Hàng ổ của thiên cơ doanh Diệp Húc vội vàng nhìn lại Chỉ thấy thiên cơ doanh có được trùng trùng điệp điệp thời không môn hộ ẩn nấp trong hư không bị người luyện thành một bí cảnh các môn hộ này nằm trên các ngôi sao từng lục địa thành thị trôi nổi khí phách thật to lớn chắc là do thiên cơ thần vương mở ra các hư không ở trong này thành lập vô tượng thần thổ thần quốc nguy hiểm thật thiên giao cơ cái người đàn bà kia thế nhưng lại tính thúc dục thiên cơ đại trận đem chúng ta kéo vào hang ổ thiên cơ doanh dùng thiên cơ thần vương đến đối phó với chúng ta đem hết thảy chúng ta tiêu diệt Diệp Húc thầm than một tiếng nguy hiểm. Thiên Giao Cơ xác thực mưu trí trọng chất là một nữ tử không thể khinh thường. Nếu hắn không đem đám người vô sinh lão tổ cứu ra, chỉ sợ thật sự sẽ bị nàng lấy thiên cơ đại trận đưa những người bọn họ tất cả chuyển vào trong thiên cơ doanh. Đến lúc đấy, dù cho đám người Diệp Húc có toàn lực thúc dục Ngọc Lâu, chỉ sợ cũng ngăn không được 18 doanh thiên cơ với công và thúc dục hậu thủ thiên cơ doanh, thiên cơ thần vương lưu lại. Tới đó chỉ có thể nuốt thận mà kết thúc vô sinh lão tổ cũng không khỏi dùng mình một cái lẩm bẩm nói thiên giao cơ cái nữ nhân này quả thực chính là một thiên hậu khác mà tầm cơ sâu không lường được nếu không phải có diệp lão đệ sao là những kẻ xấu xa như chúng ta đây đều không phải là đối thủ của nàng ban đầu ở tổ vương thần thành trên bảng chuyên ác cao thủ thiên giới cơ hồ đệ tụ tập ở nơi này tính bằng đơn vị hàng ngàn cường giả kẻ nào cũng không có việc xấu nào là không làm người nào cũng là ma đầu mà trải qua một phen tấn công này của thiên giao cơ đều bị giết chỉ còn lại có trên dưới 100 người. Hơn nữa, trên người còn mang thương tích, chật vật không chịu nổi. Tất cả điều này là do tiểu nữ nhân đó ban tặng. Nếu không phải Diệp Húc ngang trời xuất hiện làm cho thiên giao cơ không kịp chuẩn bị, những lão giang hồ này sẽ không có một người nào có thể trốn thoát mà đều sẽ chết ở trong tay của nữ nhân này. Bây giờ, thiên cơ thần vương cùng đàm tổ thần vương ở trong thiên phần ác chiến mà 18 doanh thiên cơ bị chúng ta tàn sát giết sạch cao thủ chỉ còn lại có một người là thiên Dao cơ giờ phút này thiên Dao cơ khẳng định đang trốn ở trong thiên Cơ doanh rồi diệp phúc trong mắt lóe ra hung quang lấy ra một giải thái thanh linh mạch phân phát xuống để cho mọi người khôi phục về phần tu vi rồi cười nói chư vị chúng ta đơn giản không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng cướp sạch thiên Cơ doanh đem thế lực lớn nhất này hoàn toàn mà xóa khỏi thiên giới thiên Dao cơ tuy rằng chí mưu trồng chất thế nhưng chỉ là một người rất khó thúc giục được cậu thủ của thiên cơ thần vương bố trí căn bản không ngăn được chúng ta đâu Hảo Phẫn nộ tôn vương vỗ tay khen hay Nhe răng cười nói thiên cư doanh giết chúng ta nhiều người như vậy Không đem cái thế lực này xóa đi Há có thể tiêu đi mối hận trong lòng chúng ta được Uy phong một trận chiến này của chúng ta Nhất định sẽ chấn động cửu thiên Làm cho chư thiên thần vương phải ghé mắt kìa thiên cư doanh Chính là hai tay tả hữu của thương thiên đế tôn Tài phú trong đấy khẳng định to đến kinh người So với thần vương khác còn muốn hùng hậu hơn các loại linh mạch tài liệu vù bão, nhiều đến đếm không xuể ừ, đem dọn sạch tất cả thiên cơ doanh đám người diệp phúc như lang như hổ dũng mãnh lao vào bên trong thiên cơ doanh thiên cơ 18 doanh cao thủ đều chết ở trận chiến vừa rồi trong doanh tuy rằng cũng không có thiếu thánh hoàng cùng với vua hoàng nhưng căn bản không thể chống lại những tên vô pháp vô thiên này tất cả đều bị bẻ gãy nghiền hát tàn sát không còn một tên chúng nhân tản ra khắp nơi cướp đoạt bốn phía mở ra thiên cơ doanh một tòa bảo khố không đếm được bao nhiêu là linh mạch thần liệu thần kim vu bảo phun ra dũng mãnh quang hà trong bảo khố dung chuyển không ngớt linh mạch ở trong đấy thậm chí có cả thượng thanh linh mạch bậc linh mạch cao cấp bậc này chỉ là số lượng cũng không nhiều diệp phúc đem người đánh thẳng về phía trong thiên kỵ doanh rồi quát lớn trừ vị trước không vội cướp đoạt bảo vật lập tức đi tìm thiên giao cơ cần phải chạm thảo trừ căn đám người vô sinh lão tổ cướp được rất nhiều linh mạch, cũng khôi phục được vài phần tu vi, lập tức tìm kiếm mọi nơi ở bên trong Thiên Cơ 18 doanh để tìm nơi hạ lạc của Thiên Giao Cơ, nhưng thủy chung không tìm được nữ nhân này bên trong Thiên Kỵ doanh. Thiên Cơ Thần Vương mở không gian rắc rối phức tạp, nhất thời chỉ khoảng nửa khắc, rất khó đem nơi đây tìm tòi một lần. Đã tìm được Thiên Cơ Thần Vương bảo khố rồi. Đột nhiên, tiếng hoan hô của đám người Hắc Thiên Ma Tôn truyền đến, Diệp Phúc của vàng tiến lên, chỉ thấy nơi đấy có một bí cảnh Phía trên có một tòa môn hộ cự đại Đại môn này nặng vô cùng Ép tới làm cho tinh cầu phía dưới Bị che kín bởi các vết sách rậm rạp Trên cửa dán một tờ giấy niêm phong Mặt trên có vẽ 49 đạo thần văn Chắc là thiên cơ thần vương tự mình bày ra cấm chế Phong ấn bảo khố Miễn cho bị người bên ngoài xâm nhập vào Diệp Húc cùng đám người vô sinh lão tổ Vẫn nộ tôn vương bay lên trời Ngay sau đấy dừng trước môn hộ Mọi người tích cực động thủ, ra sức phá vỡ giấy niêm phong. Đột nhiên thấy môn hộ, chấn động một cái, âm à ầm một tiếng chấn động, trường không, rồi biến mất, không thấy gì nữa. Bên trong môn hộ truyền đến thanh âm của thiên giao cơ, cư, cười khen khách mà nói Diệp thiếu báo, ta nhớ ngươi rồi, lần sau gặp lại thì giao cơ sẽ lấy cái đầu trên cổ của ngươi. Diệp húc hừng lại một tiếng, từ từ phun ra một ngụm chọc khí, rồi thấp giọng mà nói Nữ như này cũng quyết đoán lại có thể đoạn tuyệt cả thiên cơ doanh cơ nghiệp lớn như vậy không thể khinh thường được thiên giao cơ lấy đi bảo khố thiên cơ thần vương lưu lại khống chế môn hộ này xuyên qua hư không trốn chạy mà đi thầm nghĩ diệp phúc diệp thiếu báo thật không hổ là đệ nhất nhân trên bảng truy nã trà ta tính toán không bỏ sót đáng tiếc cũng không có đem người tính toán vào trong ta tuy rằng đưa hắn vào trong tính toán thế nhưng lại khinh thường người này cho nên có kết cục thất bại như vậy trong hư không đột nhiên hiện ra một cái đại thủ năm ngón tay rõ ràng hướng đến thiên cơ bảo khố hung hăng chụp tới hóa thành đàn thiên sừng sững gào thép đánh tới hướng môn hộ này vậy mà tính toán đem bảo khố này từ trong hư không lôi lại thiên giao cơ điềm đạm đáng yêu một bên khống chế thiên cơ bảo khố cấp tốc đi qua hư không một bên quay đầu u oán mà nói tiểu oan gia người tính đuổi tận giết tuyệt hay sao nhất định muốn thấy thi thể của người ta người mới cam tâm hay sao giao cơ người tâm cơ quá sâu, đừng trách Diệp Mỗ vô tình. Tại chỗ sâu trong hư không, truyền đến thanh âm của Diệp Húc cười nói: "Đại thủ này xuyên qua trùng điệp hư không, lay động một đám thế giới ở hai bên, rồi chụp xuống. Thiên cơ bảo khố nhất thời bị bao phủ vào bên trong." Thiên giao cơ cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, phong ấn thiên cơ bảo khố được cởi bỏ, chỉ thấy giấy niêm phong tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, từng đạo thiên cơ thần văn giống như đằng long là tà cắt nhất thời đem đại thủ của Diệp phúc mà cắt nát. Diệp Thiếu bảo, lần sau chúng ta gặp lại, đích thân ta sẽ cho người nếm thử tư vị thất bại là như thế nào. Giao cơ, người nói ta nếu như đem tin tức thiên cơ thần vương đã chết, thiên cơ doanh bị giết mà thiên cơ bảo khố rơi vào trong tay của ngươi mà chuyển ra ngoài, người nghĩ người sẽ còn sống để hứng ta báo thủ hay sao? Thanh âm của Diệp Phúc xa dần, rốt cục biến mất, không thể nghe thấy. Thiên giao cơ thở phào một hơi, trong lòng lại căng thẳng sinh ra một tia sợ hãi người này thật sự rất đáng sợ nếu chỉ là ta chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của người này không biết thắng bại trận chiến giữa cha ta cùng làm tổ thần vương là như thế nào rồi ta hiện tại phải tìm một minh hữu mới có thể đối phó được với người này bất quá ta giữ thiên cơ bảo khố trong tay nếu như diệp thứ bảo đem tin tức này truyền sang ngoài ta khó thoát khỏi cái chết được tài phú quan trọng nhất của thiên cơ doanh ta hết thảy đều ở trong bảo khố này nếu là đi tìm thần vương khác chỉ sợ dẫn tới thần vương ham muốn Tính mạng của ta cũng khó mà bảo toàn Tại nơi đám người Diệp Húc cùng thiên cơ 18 doanh giao thủ Đột nhiên một cỗ uy áp minh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống Vô số thần văn bay lượn ngưng tụ thành một thân hình Là một trung niên nam tử tướng mạo uy nghiêm trầm giọng nói Thiên cơ thần vương Ngươi vận dụng toàn lực ở quân thiên thần giới một xuất thủ Chẳng lẽ không sợ thần vương ở quân thiên thần vương phủ tìm tới phiền toái người hay sao trung niên nam tử kia rõ ràng cũng là một tôn thần vương chính là cảm ứng được động tình kinh thiên động địa tại lúc diệp phúc giao thủ cùng thiên cơ 18 tám doanh thế nên mới phân thân tới đợi khi nhìn đến phiến thời không kia đang trồng chất hình thành do bị ngọc lâu đè ép thì không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng lẩm bẩm nói không phải do thiên cơ thần vương ra tay mà là một loại vũ bão uy lực mạnh mẽ vô cùng đem hư không của quân thiên thần giới để ép thành cái dạng này thật là uy lực kinh người đây là thiên cơ 18 doanh 18 vị vu tổ trời ạ hơi thở tử vong chẳng nhẽ đã chết cả rồi hay sao lợi hại lợi hại vậy mà đem thiên cơ 18 doanh hết thảy giết đi không biết là vị thần vương nào đã ra tay đây thiên cơ thần vương tại sao không có ra tay ngăn trở vậy hư không dung chuyển lại có một cỗ uy áp trầm trọng từ trên trời giáng xuống hóa thành một lão giả rõ ràng cũng là một phân thân của thần vương giáng lâm yêu thần vương chẳng lẽ là ngươi chu diệt thiên cơ 18 tám doanh hay sao lão giả kia ha, ha cười lập tức điểm như nói người thật to gan cư nhiên dám giết người của thiên cơ thần vương trung niên nam tử kia dĩ nhiên là yêu thần cung yêu thần vương nghe vậy cười lạnh nói thái là tôn vương ngươi không cần ngậm máu phun người Ta đến chỗ này thì thiên cơ 18 doanh Đã bị diệt sạch Thiên cơ sư huynh quan sát thiên cơ Sao nghe người khích bác cho được Lão giả được gọi là thái la tôn vương kia Đúng là thái la thiên cung thần vương Lão kể nói Không phải người Chẳng lẽ là một vị thần vương khác cây sử Với thiên cơ doanh hay sao Kể quái Thiên cơ thần vương tại sao lại không có ra tay đây Ta nghe nói thiên cơ thần vương Vì đối phó với tự tử đàm tổ thần vương đó Đã đi thiên phần Chẳng lẽ nói đồn đại là thật hay sao Yêu thần vương ánh mắt chấp lên Ha ha cười nói Này thiên cơ doanh bị giết Thiên cơ sư huynh cũng bị đàm tổ thần vương ngăn trở Chẳng phải là thiên cơ doanh bảo khổ Không người chúng coi hay sao Thiên cơ doanh chiếm cứ địa vị cao Lúc còn thương thiên đế tôn Thiên cơ doanh hoành hành ngang ngược Thu thập được không ít vật khiến người khác động tâm đâu Thái La Tôn Vương nháy nháy mắt, thở dài nói Hey, thiên cơ doanh giờ phút này đã trống không Bảo vật thiên cơ thần vương cực nhọc siêu thập Nếu bị người khác lấy đi Chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao Sẽ làm cho hắn đối hận đến dậm chân đây thôi Yêu thần vương Không bằng ta và ngươi lên một lần làm người tốt Giúp thiên cơ thần vương trông coi bảo vật của hắn Sao ý của ngươi như thế nào Yêu thần vương ha ha cười nói Ta cũng đang có ý này Hai người liền lướt nhau Lòng có linh tê quyết tâm thừa dịp thiên kỵ doanh không người mà cướp đoạt bảo vật của thiên cơ thần vương nhất tề đi đến hướng của thiên cơ doanh tài phú của thiên cơ doanh thật sự là mê người hơn nữa thiên cơ thần vương trường kỳ ở trong thiên triều chiếm cứ địa vị cao thần có chức vị quan trọng chính là đại tướng đắc lực dưới chứng thương thiên đế tôn lấy được bao nhiêu tiền thưởng bảo bối dù là thần vương khác cũng không thể không động tâm đợi đến lúc bọn họ đuổi tới thiên cơ doanh chỉ thấy nguyên bản hưng thịnh thiên cư doanh giờ phút này đã biến thành một đống phế tích giống như bị thổ phỉ cướp đoạt các loại bảo khố đều đã bị người ta cường hoành mở ra cấm chế đem tài phú bên trong hết thảy cướp sạch không còn đây đây rút cuộc là do vị thần vương nào gây nên đây? yêu thần vương vô cùng tức giận cười nói cư nhiên đem cướp đoạt sạch sẽ nơi này cái gì cũng không có để lại thái la tôn vương gật đầu cười lạnh nói đường đường là thần vương cướp đi thiên cơ bảo khố thì cũng thôi người này cư nhiên đem thiên cơ 18 tám doanh vu tổ bảo khố hết thảy đều cướp sạch ngay cả đồ của vu tổ mà cũng cướp sạch sẽ tướng ngăn thật sự là khó nhìn mà đề tiện quá đê tiện rồi mất hết thể diện của chư thiên thần vương chúng ta rồi à, nhưng mà nói đi thì nói lại rốt cuộc là do thần vương nào gây okay nên cư nhiên đê tiện đến loại tình trạng này đây chẳng lẽ là tạo hóa thần vương kia Quả thật, có thể là do tạo hóa thần vương gây nên. Đáng thương, thiên cơ thần vương vất vả kinh doanh lâu như vậy, rút cục mai mối về người khác kìa. Sâu trong hư không quân thiên thần giới, lặng lặng lơ lửng một tòa ngọc lâu, Diệp Phúc cùng đám người vô sinh lão tổ khoanh chân mà ngồi. Hắn kể nói, Chưa của, chưa của, chưa của nào. Chứ vị linh mạch cùng thiên cơ doanh bảo vật, ta đều không cần, ta chỉ muốn thần kim thần liệu. <laughs> Diệp huynh đệ rộng lớn, Tu vi ta giờ chưa khôi phục được Trên người bảo vật đều bị đánh nát xác thực cần linh mạch cùng vu bảo Để khôi phục tu vi cùng tăng thực lực lên Đà La Ni cười hăng hắc nói Thế nhưng mà chúng ta cướp sạch thiên cơ doanh 18 tòa đại danh bảo khố Tuy rằng không có được thiên cơ bảo khố Thế nhưng tài phú cũng nhiều đếm không xuể Diệp huynh đệ thật sự không cần linh mạch cùng vu bảo hay sao Diệp Húc lắc đầu cười nói Ta cũng không thiếu linh mạch còn có Ngọc Lâu cũng không như các vu bảo khác, ta chỉ là khuyết thiếu thần kim thần liệu để tiếp tục để thăng Ngọc Lâu, vật khác các người phân ra thôi. À, "Diệp huynh đệ có Ngọc Lâu này ngươi tay, xác thực không cần bảo vật khác rồi." Đám người vô sinh lão tổ nhớ tới chỗ khủng bố của Ngọc Lâu, gật gật đầu, trong lòng biết vu bảo khác, cho dù là tổ binh, chỉ sợ cũng sẽ không được Diệp Phúc đặt vào trong lòng, lúc này cũng không hề từ chối nữa, lập tức đem rất nhiều linh mạch cùng bảo vật chia ra từng phần, phân phát xuống cho mọi người thiên cơ 18 doanh trong các doanh bảo bối rất nhiều nhiều đến đếm không xuể mặc dù chia ra hơn trăm phần cũng so với thân gia của mỗi người bọn hắn nhiều hơn rất nhiều lần tất cả mọi người đều vui vẻ Vẫn nộ tôn vương thở dài nói đáng tiếc ngạc tổ cùng lão cứu bà bọn họ không ở đây nếu như bọn họ cùng ở chỗ này khẳng định lại càng thêm náo nhiệt rồi mọi người im lặng bọn họ mặc dù là ma đầu thế nhưng phóng túng tùy ý thiện ác tùy tâm ngược lại càng thêm chú trọng tình nghĩa so sánh với đại biểu thế lực chính đạo ở trong lòng diệp phúc những mà đầu này đáng yêu hơn rất nhiều à, diệp huynh đệ đại ân không lời nào mà cảm tạ hết được sau này nếu như con gặp phải khó khăn gì cứ việc vùng tay hô lên chúng ta cư nhiên hưởng ứng mà tập hợp lại làm cho thiên hạ quần hùng không người nào dám khinh thường diệp thiếu bảo của huynh đệ vô sinh lão tổ hướng diệp phúc xá dài rồi lập tức đứng dậy rời đi đà lan cũng hướng diệp phúc xá dài lên tiếng lão đệ người này bái nhập vào chỗ ngọc hư cung thì phải để phòng 12 hai vu tố cùng với thiên hậu đó là một nơi thị phi nếu có thể thoát thân được thì hãy nhanh chóng mà thoát thân phẫn nộ tôn vương sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói thiên hậu cái người này so với thiên giao cơ nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần là người tâm cơ thâm trầm khủng bố nhất trên đời này thường thiên đế tôn có hai vị quân sư hữu quân sư ly hận thiên chủ tả quân sư chính là thiên hậu thường thiên đế tôn có thể ngồi yên trên giang sơn thì không thể bỏ qua công lao của thiên hậu được lại có một vị vũ tổ tiến lên nói diệp huynh đệ người hôm nay có tu vi thánh hoàng có thể chống lại vũ tổ thành tiệu của ngươi quá lớn tương lai mở ra đạo môn nguy hiểm khi nhảy ra ngoài đạo môn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều hết thái, cẩn thận một chút diệp phúc trịnh trọng gật đầu tạ ơn ba người ngày khác lại thỉnh chư vị uống trà vậy các chư thần ma khác đều đứng dậy hướng diệp phúc cáo từ một đám đi đến bên người diệp phúc trịnh trọng thi lễ rồi lần lượt rời đi diệp phúc nhất nhất hoàn lễ nhìn theo bọn họ rời đi không tới bao lâu trong ngọc lâu chỉ còn lại có một mình hắn những ma đạo quần hùng này nghĩa khí dẫn đầu đều là người có thể kết giao được khó trách đàm tổ thần vương lại che chở cho bọn họ diệp phúc đưa tiễn mọi người rồi cũng tinh tế xem kỹ rất nhiều thần kim thần liệu thiên cơ doanh thu thần kim thần liệu nhiều đếm không xuể những thần kim thần liệu này bị thiên cơ doanh phân loại mỗi một chủng khoáng vật đều đúc thành một thể hóa thành vô số ngôi sao thật lớn treo ở phía trên hư không thần kim thần liệu trong bảo khố 18 tòa đại doanh có khoảng mấy trăm khoảng ngôi sao đại bộ phận đều được luyện chế thành thánh binh thậm chí là tổ binh thần kim thần liệu chân quý dị thường trong ngọc lâu của hắn tuy rằng cũng góp nhặt không ít thần kim thần liệu thậm chí có cả vô thượng chân phẩm để luyện chế ra đế binh thế nhưng xa xa không bằng thiên cơ doanh cất chứa phong phú như vậy. Ta hiện tại ngay cả 20 chư thiên uy lực của Ngọc Lâu cũng không thể phát huy đến mức tận cùng được, xác thực không nên tiếp tục tăng lên số tầng của Ngọc Lâu nữa. Diệp Phúc suy tư một lát, đem chuyện tình để Thăng Ngọc Lâu tạm thời để qua một bên, tâm niệm vừa động, lấy ra thiên cơ kỳ, thầm nghĩ. Để ta xem xem, thiên cơ thần vương 49 thiên đạo đến tận cùng có gì huyền diệu nào? 49 thiên đạo của thiên cơ thần vương cùng Diệp Phúc bản vương khai thiên kinh không có nửa phần tương tự. Diệp Phúc khai sáng bản vương khai thiên kinh bao quát vạn tượng, cơ hồ bao quát hết thảy tâm pháp, vô pháp của thế gian, vẫn là lần đầu gặp được tâm pháp không nằm trong giới hạn của chư thiên thế giới. Diệp Phúc hướng mắt nhìn lại thiên cơ kỳ, trong mắt thần quang tóe ra bốn phía. Thiên cơ thần vương 49 thiên đạo chỉ sợ là một khâu quan trọng để ta hoàn thành bản vương khai thiên kinh. Cái này chính là là thiên đạo thần bí nhất thiên đạo không ở trong phạm vi chi thiên thế giới trưởng quản vận hành thiên địa thần bí nhất thậm chí gắn bó với vũ sĩ trong một sát na ban tặng ngọc lâu đều là do thiên đạo quản lý ở trong ấn tượng của diệp phúc thiên đạo phảng phất là một cái máy tính cự đại thời thời khắc khắc đều xử lý tin tức khổng lồ nói thí dụ như sau khi hư không vỡ vụn thiên địa tự nhiên khôi phục lại đó là kết quả do thiên địa can thiệp thiên đạo can thiệp còn có thiên địa số mệnh linh khí phân bộ sự vận chuyển của tam thiên thế giới cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy được bóng dáng của thiên đạo Thiên đạo không phải là thực chất Thế nhưng thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới Quỹ tích thiên địa, chúng sinh vạn vật Bởi vậy mới nói thiên đạo là thần bí nhất cũng không có quá đáng Thế nhưng thiên đạo cũng không phải là vạn năng, vô địch Vô sĩ tu luyện đoạt thiên địa số mệnh đó là nghịch thiên mà đi Cùng đấu tranh với thiên đạo Đám người giúp húc toàn lực thúc giục ngọc lâu Tạo thành hư không vạn vẹo quân thiên thần giới Sinh ra thời không rậm rạp, gấp khúc đó là vượt qua thiên uy lục đạo, tạo thành thương tổn đến thiên đạo cũng không cách nào mà khôi phục được. Dù vậy, thiên cơ thần vương 49 thiên đạo như cũ là một loại tâm pháp rất cao, có thể đặt song song cùng với nhiều đế cấp tâm pháp. Tu thành đế quân vấn đỉnh thiên đế cũng không phải là không có khả năng. Diệp Phúc lấy ra huyền thiên đại đế ngộ đạo bồ đoàn, quanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thiên cơ kỳ bay lên một giải thần văn đại đạo liền hiện ra, vẫy vùng ở khắp nơi. Quân cờ như sao, trong rủi qua lại huyền thái ấn thanh minh ấn quan minh đoàn tĩnh ấn vô tư giang tử ấn mỗi lần thêm vào một loại ấn pháp đều làm thần chiến của diệp phúc vô cùng thanh minh đại não cấp tốc vận chuyển lúc này cũng đều trong trạng thái ngộ đạo làm cho ngộ tính của mình nhảy lên tới một khoảng không không thể tưởng tượng được thôi diễn kỳ cục ở trong bốn mươi chín thiên đạo phá giải thần văn lĩnh ngộ đạo lý huyền diệu khó lường ở trong đấy 49 thiên đạo của thiên cơ thần Vương ở trong ánh mắt của hắn được làm rõ mỗi một loại đạo lý mới hoàn toàn dung mãnh tiến vào trong đầu của hắn hóa thành đủ loại dòng chảy đạo văn đạo ngân ẩn chứa tri thức vô cùng phong phú thiên đạo như quân cờ chủ tính chung màn trướng chạm đến thiên đạo là có thể lần xem chứ thiên làm sáng tỏ động tình của thiên địa tính toán không bỏ sót đối với tu luyện sau này của hắn có lợi ích rất lớn diệp Phúc khai tay thay đổi khôn lường kết xuất một giải đại đạo đạo ngân lập tức đạo văn đạo ngân bay lên dừng ở phía sau hắn hóa thành một giải thiên địa đại đạo hoa văn hoa văn này càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng thô to tất cả có 49 cái theo thời gian trôi qua 49 thiên đạo của hắn càng ngày càng viên mãn đủ loại minh ngộ xông lên đầu đối với bản vương khai thiên kinh tính toán lại càng thêm nhanh chóng hoàn mỹ bản vương khai thiên kinh có được chư thiên thế giới hơn nữa thiên đạo là có thể thành một cái trình thể hoàn mỹ đạt tới thành tựu mà tiền nhân chưa từng làm được. Lần bế quan này của Diệp Phúc ước chừng hao tốn nửa năm mới đem thiên cơ thần vương 49 thiên đạo hoàn mỹ thôi diễn ra ngoài, dung nhập vào bên trong bản vương khai thiên kinh. Chỉ thấy phía trên luân hồi thiên môn của hắn, lục đạo luân hồi phân cách thiên địa nhân tam giới, thống ngự tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng tam thiên thế giới. Mà thiên đạo thì giống như môi xe, hạ xuống 49 đạo ô xương che kín chư thiên luân hồi. Hắn từ trong thiên cơ kỳ hiểu được 49 thiên đạo cùng thiên đạo của thiên cơ thần vương không giống nhau. Thiên đạo của thiên cơ thần vương giống như bàn cờ, bảo khí thống ngự thiên đạo thì như ống trúc, nhất thống giang sơn, cất chứa thiên địa. Mà thiên đạo của hắn thì lại như là một chiếc ô che đại chư thiên thế giới, đem thiên địa nhân tam giới gắn vào phía dưới của ô che chở chúng sinh, cùng lục đạo luân hồi có địa vị ngang hàng. Một loại cảm giác đại viên mãn nảy lên trong lòng Diệp Húc làm cho hắn cảm thấy trong lòng vui sướng vô hạn, đủ loại khái hoạt, thỏa mãn. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, trải qua đủ loại đau khổ, này rốt cục cũng viên mãn rồi. Diệp Húc vươn người đứng dậy, cười ha ha, rồi tiếng cười tắt dần. Hắn lại khẽ nhíu mày, nhớ tới lời nói của đám người trước khi rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đạo môn vượt qua gian nan, nhảy ra khỏi đạo môn, lấy vô nhập đạo, kỳ thực muốn nhảy ra chính là mình. Từ trong đại đạo của mình nhảy ra ngoài tâm pháp tu luyện càng mạnh trong đạo môn ngưng tụ ra thiên địa đại đạo lại càng nhiều uy lực càng mạnh nhảy ra ngoài sẽ càng gặp nguy hiểm lớn hơn diệp phúc đi ra khỏi ngọc lâu lặng lặng đứng trong hư không cảm ứng luân hồi thiên môn của mình chỉ cảm thấy phía sau đạo môn ngưng tụ mỗi một loại thiên địa đại đạo theo sự tăng trưởng tu vi của hắn những thiên địa đại đạo này cũng tăng trưởng theo ta khai sáng bản vương khai thiên kinh nay đã muốn hoàn mỹ vô khuyết điểm thống ngự thiên địa đại đạo bao quát trừ thiên thế giới cùng với 49 thiên đạo. Đối với việc mở ra đạo môn để nhảy ra ngoài thì phải áp chế chư thiên thế giới cùng với thiên đạo. Lục đạo luân hồi đạo vẫn, ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản được đây? Phía sau hắn, luân hồi thiên môn cao ngất, rủ bóng che xuống khuất thân hình của Diệp húc Đạo môn nan vượt, thánh hoàng muốn thoát ra ngoài đạo môn, lấy vô nhập đạo thì sẽ trực tiếp bị chính đạo hạnh của mình đập vụn mà thân tử đạo tiêu. Có thể thành công nhảy ra ngoài mà trở thành vô tổ là trăm chọn một, nghìn chọn một, ít lại càng ít. Đại bộ phận thánh hoàng không phải chết già mà là chết do giới đạo hạnh của chính mình, không ai có thể thành công. Diệp Phúc khai sáng bản phương khai thiên kinh, đem loại tâm pháp này hoàn thiện đến đại viên mãn, ý nghĩa là lúc hắn nhảy ra khỏi đạo môn phải đối mặt với thiên địa đại đạo hung hãn từ trước đến nay chưa từng có, lịch sử chưa có một vị thánh hoàng nào vượt qua, thậm chí cả nguyên thủy thiên vương cũng xa xa không bằng. Đây cơ hồ là một tử lộ thành tựu lớn nhất hắn đạt được từ lúc chào đời tới nay là bị chính mình đánh nát, nghiền nát hết thảy thứ thuộc về hắn, xóa tên hắn khỏi thế gian. Đạo môn này đã hoàn chỉnh, tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng trung kỳ, đạt được tu vi tứ phẩm Thánh Hoàng, tu vi tinh thâm, thực lực cường hãn so với vô tổ khác. Nếu như vận dụng đủ loại vu bảo, dù là vô tổ bình thường cũng không phải là đối thủ của Diệp Phúc. Thế nhưng, theo tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, hắn lại không thể không gặp nan đề lớn nhất từ lúc chào đời tới nay đó là phải làm như thế nào để chiến thắng chính mình như thế nào chiến thắng thiên địa đại đạo do mình mở ra luân hồi thiên môn như là một cái hố trời thật lớn chắn ở trước mặt của hắn ngăn trở đường đi sau này của hắn vậy Tà quá mạnh mẽ người lai quá mạnh cũng không tốt thực hy vọng thực lực tu vi của ta yếu hơn mấy phần nói như vậy việc nhảy ra khỏi đạo môn liền không thành vấn đề nữa rồi không chỉ như thế hắn đồng thời còn phát hiện một chuyện tình làm cho hắn khó xử đó chính là ngọc lâu của hắn không thể cất chứa toàn bộ bản vương khai thiên kinh được hắn khai sáng ra bản vương khai thiên kinh bao quát tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục tam thiên thế giới lục đạo luân hồi 49 loại thiên đạo ngọc lâu chỉ có thể cất chứa chư thiên không thể cất chứa tam thiên thế giới thiên địa đại đạo cũng không cách nào cất chứa thiên đạo lục đạo luân hồi ngọc lâu không đủ chỗ nếu như tương lai diệp phúc muốn chứng đạo nhất định phải luyện chế một kiện chứng đạo chi bảo nhất chứng vĩnh chứng, nhất đắc vĩnh đắc. Cái chứng đạo chi bảo này phải có thể thâu nạp tâm pháp của hắn, như thế mới có thể chứng đạo. Hiển nhiên, Ngọc Lâu này không thể luyện thành chứng đạo chi bảo được. Diệp Phúc thở dài, thu hồi Ngọc Lâu, thả người nhảy ra khỏi hư không, hướng phương hướng Ngọc Hư Cung mà phiêu nhiên rời đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 188 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cũng như Khánh Duy đã thông báo thì hiện tại kênh đang có trục trặc thì mình cũng đang sửa chữa lại kênh. Phát bộ nhân đạo trí tôn và bộ sau này sẽ làm các danh sách sách phát và các video lại, tổng hợp lại. Thì rất là bận nên là lịch truyện sẽ ra không được chuẩn như trước nữa thì rất mong quý vị thông cảm và mình sẽ thông báo trực tiếp khi kênh đã sửa chữa xong mọi dữ liệu chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại